Trong khi tọa thiền, mỗi lần nhắm mắt lại là con thấy đầu óc mình đau nhức và thấy có hình ánh sáng. Cái này hỏi rồi phải không? Thấy trong người, câu thứ hai là thấy trong người nóng lên. Thì cái ánh sáng, thấy đầu óc mình đau nhức, con đang tập trung vào định quá nhiều, có thể là tập trung vào trong này, chỗ này nó căng lên như thế này mà nó chạy vòng vòng vòng, cảm thấy nó rất là con đang dùng một đối tượng để mà đặt cái tên mình lên là trở thành thiền định đấy. Thì chúng ta không có tập trung, sự chú tâm nó khác với sự chú ý là giống như là khi mà các nhà khoa học ta làm việc, hay là khi mình làm bất kỳ cái gì mình cũng có cái sự chú tâm, cái định trong đó mình mới làm được. Khi mà đặt hoài cái năng lượng mình, nó giống như trẻ nhỏ mà đang chơi trò chơi gì đó, nó không có khóc khiếc gì hết trơn, mà lại giật trò chơi lại khóc á. Như vậy nó đang chơi tưởng đâu nó tốt lắm mà không đâu. Đối tượng mà mình phóng cái tâm mà để nó hút cái tâm mình vào, cái năng lượng mình vào đó, giật cái đối tượng đi là mình có vấn đề. Cho nên đá đè cỏ là thiền định, phải tuệ và định cùng một lúc luôn. Nè, khi mà con cảm thấy nó nhất là lúc đã đến lúc con phải quay về và biết rằng mình đang dụng công ở trên cái giao cảm thần kinh, tức là suy nghĩ. Trí năng của con đang chú vào một thứ, cái giao cảm thần kinh mà nó tác động rồi là cái hệ thần kinh tự quản ở trong mà nó bị kích hoạt, là các cái chất sinh học của cái dưới đồi, của cái vùng đồi thị chế ra những cái chất sinh học tiêu cực, và bắt đầu mình cảm thấy con người mình có vấn đề. Đó là một tín hiệu, tiếng chuông để cho mình biết hãy quay về và chỉ có mặt đơn thuần cho hơi thở. Nó giúp mình cho phải đang hại mình. Làm sao mà sau buổi thiền xong mà thấy nó thư thái nhẹ nhàng á, đừng có đạt một cái gì cả,